Bạn sẽ thấy quanh mình có những cặp vợ chồng sống êm ả với nhau đến đầu bạc răng long. Cũng có những cặp vợ chồng dù đánh chửi nhau hàng ngày cũng vẫn chung sống đến cuối đời. Lại có những cặp mới thì tha thiết sau vài năm đã chia ly vì lý do này hay khác. Hay có những cặp đôi dù rất yêu nhau nhưng cũng không nên vợ nên chồng. Vậy đâu là căn nguyên? Đó chính là duyên nợ vợ chồng. Theo Phật giáo giảng, để có thể trở thành vợ chồng kiếp này của nhau, cả hai đều phải có duyên tiền định, tức là có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước trong sự tái sinh, luân hồi của con người. Duyên nợ vợ chồng kiếp này có được nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Trong Đạo Phật thì các kiếp trước và kiếp này là một chuỗi thời gian có liên hệ đến nhau, đó là sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người. Điều này được giải thích từ việc con người ta sinh ra ai cũng mang theo một lượng đức và nghiệp nhất định. Lượng đức và nghiệp này được tích lại do những hành động của mỗi người trong các đời trước. Nếu lượng đức của bạn lớn và lượng nghiệp của bạn ít, thì đời này bạn có thể có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và ngược lại. Nếu đức của bạn ít và lượng nghiệp của bạn nhiều, thì bạn sẽ gặp khó khăn. Khó khăn đến từ công việc, từ sức khỏe hay từ mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng, con cái và các mối quan hệ xã hội khác. Nếu vợ chồng bạn sống bình yên bên nhau, hẳn là kiếp trước hai bạn có thiện duyên với nhau. Người này đã làm những việc tốt cho người kia và ngược lại. Nếu vợ chồng bạn đời này thường xuyên xung đột với nhau, người chồng hay lấn át, bắt nạt vợ hoặc ngược lại, thì đó là do trong kiếp trước một trong hai bạn đã gây ác duyên với người kia và đến kiếp này thì hoán đổi lại. Có một câu chuyện này trong Phật giáo. Một người vợ sau gần 40 năm sống chung với chồng vẫn phải chịu cảnh đối xử tệ bạc của chồng, cho dù người chồng được nhiều người xem là tốt bụng. Người vợ bèn đến Phật Pháp, đọc Kinh Phật và hiểu được quy luật nhân quả nên đã có suy nghĩ rằng chắc do đời trước mình làm điều gì đó không tốt với chồng mình, cho nên bây giờ đành cố gắng mà đối diện với hoàn cảnh, cố sống tốt coi như là trả món nợ trước đây. Tuy nghĩ được như thế, nhưng lòng đầy ngổn ngang, đầy những điều thắc mắc. Thực sự, người vợ rất muốn biết mình và chồng có ác duyên gì với nhau mà mấy mươi năm người vợ vẫn chưa trả xong. Và thế là một lần kia, bà được một hòa thượng đã dùng công năng túc mệnh thông là khả năng nhìn thấy được quá khứ và tương lai của một người để xem giúp cô. Hóa ra đời trước, người vợ là một phú ông giàu có, dù đã có vợ rồi nhưng vẫn ham mê sắc dục, dụ dỗ một người nữ tỳ rằng ông sẽ đưa lên làm thiếp với đầy đủ danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, phú ông này nuốt lời sau khi có được quan hệ với cô gái đó, khiến cô gái đó oán hận ông đến tận xương tủy. Và thế là đời này, ân oán phải trả, người phú ông kia trở thành người vợ, còn người vợ lại trở thành người chồng. Họ là vợ chồng với đầy đủ danh nghĩa như cô nữ tỳ xưa mong muốn, nhưng những gì phú ông đã hứa mà không làm cho cô, những oán hận tích lại từ kiếp trước đó giờ thể hiện ra bằng sự hành hạ của người chồng đối với người vợ, để bắt người vợ phải trả các nợ trước đây. Người vợ sau đó hiểu ra những bất hạnh và khổ đau đúng là vì nghiệp lực luân báo. Câu chuyện được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi. Có một cô gái xinh đẹp, đa tài, sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, các ông mối, bà mối đều phải lắc đầu ngán ngẩm bởi cô gái vẫn chưa gặp được người tình trong mộng của mình. Cho đến một ngày, cô đến vãn cảnh chùa để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và gặp một người thanh niên.
Ngay trong phút giây đó, cô biết rằng đó chính là người mà cô đã chờ đợi bao năm qua. Đáng tiếc là người đến chùa quá đông, khiến cô gái chỉ còn cách đứng một chỗ mà nhìn người thanh niên cho đến khi bóng anh xa dần. 2 năm sau, cô không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm người tình trong mộng của mình, nhưng kết quả chỉ khiến cô thất vọng. Cô gái ngày nào cũng thành tâm cầu xin cho cô được gặp lại người thanh niên đó. Sự thành tâm của cô gái đã đánh động đến một tiên nhân. Tiên nhân nói: "Con có muốn nhìn lại người thanh niên đó không?" Cô gái trả lời: "Có ạ, con chỉ muốn nhìn anh ấy một lần nữa." Vị tiên nhân nói: "Con có nguyện vì điều này mà từ bỏ tất cả, bao gồm cả người thân và cuộc sống sung túc này không?" Cô gái trả lời: "Con có thể từ bỏ." Vị tiên nhân nói: "Con phải chờ đợi gian khổ 500 năm mới có thể gặp mặt anh ta một lần, con không ân hận chứ?" Cô gái trả lời: "Dạ, con không ân hận." Thế là cô gái biến thành tảng đá và chờ đợi 500 năm. Tại một nơi hoang vu đó, nắng mưa, rét buốt, nỗi khổ không gì tả hết. Nhưng những thứ đó không làm lay động trái tim cô. Cô gái chỉ thấy khổ sở vì đã 500 năm qua mà vẫn chưa nhìn thấy người thanh niên đó. Vào năm cuối cùng, một người thợ đá phát hiện ra tảng đá to lớn này. Họ đã mang nó về để xây cầu, và cuối cùng cô đã được dùng để làm lan can cầu. Đúng vào ngày cây cầu hoàn thành, cô gái đã nhìn thấy người thanh niên mà cô đã hằng chờ đợi 500 năm. Người thanh niên bước đi vội vã, dường như anh đang có việc bận. Tất nhiên, anh không hề để ý đến chiếc lan can đá đang chăm chú nhìn theo anh. Bóng dáng người thanh niên lại một lần nữa biến mất trong ánh mắt tiếc nuối của cô gái. Tiên nhân lại xuất hiện. Tiên nhân nói: "Con đã mãn nguyện chưa?" Cô gái trả lời: "Không ạ, tại sao con chỉ là chiếc lan can? Nếu con được lát ở giữa đường thì con đã có thể gặp anh ấy, con có thể chạm vào anh ấy." Tiên nhân lại nói: "Con muốn chạm vào anh ấy, vậy con phải chờ đợi thêm 500 năm. Cô gái trả lời: "Con đồng ý." Tiên nhân nói: "Chịu rất nhiều tội khổ như vậy, con có ân hận không?" Cô gái trả lời: "Con không ân hận." Thế là cô gái biến thành một cây cổ thụ bên đường. Hằng ngày đều có rất nhiều người qua lại. Ngày nào cô gái cũng trông ngóng người thanh niên đó. Ngày lại qua ngày, tâm cô cũng dần bình tĩnh trở lại. Cũng giống như lần trước, cô biết rằng chưa tròn 500 năm thì người đó sẽ không xuất hiện. Vào ngày cuối cùng của 500 năm, cô gái biết chàng trai sẽ đến, nhưng tâm cô không còn bị kích động nữa. Người thanh niên đó đã đến, anh vẫn mặc quần áo màu trắng mà anh thích, khuôn mặt rất khôi ngô, tuấn tú. Lần này, người thanh niên không vội vã như lần trước. Trời hôm đó rất nóng, anh đã nhìn thấy chiếc cây cổ thụ và muốn nghỉ chân một lát. Anh tiến đến cái cây, dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm khẽ và anh thiếp đi lúc nào không biết. Cô gái đã được chạm vào anh, lúc này anh đã ở ngay bên cạnh cô gái, nhưng cô không thể nói cho anh biết cô đã phải đợi 1000 năm chỉ để có những giây phút ngắn ngủi này. Cô chỉ có thể chụm lại những tán lá và che nắng cho anh. Người thanh niên tỉnh dậy, phủi bụi trên quần áo và chuẩn bị rời đi. Anh nhìn thấy cây cổ thụ, lấy tay vỗ nhẹ lên thân cây, tỏ ý cảm ơn vì đã mang đến bóng mát cho anh. Cô gái lại một lần nữa nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất dần. Tiên nhân lại xuất hiện. Ông nói: "Con có phải vẫn muốn làm vợ anh ta? Vậy con phải chờ đợi..."
Cô gái ngắt lời tiên nhân và nói: "Con rất muốn, nhưng không cần nữa. Như thế này đã tốt lắm rồi. Con yêu anh ấy, nhưng không nhất định phải làm vợ anh ấy. Vợ của anh ấy có phải cũng phải chịu khổ như con?" Tiên nhân khẽ gật đầu. Cô gái mỉm cười và nói: "Con cũng có thể làm được, nhưng giờ không cần nữa." Cô gái phát hiện thấy tiên nhân có vẻ như đang thở dài. Cô tự hỏi: "Tiên nhân cũng có tâm tư gì ư?" Tiên nhân cười và nói: "Như thế này cũng tốt, anh ta cũng đỡ phải chờ đợi 1000 năm nữa. Anh ta vì muốn nhìn con một lần mà đã phải chờ đợi trong gian khổ 2000 năm rồi. Chỉ vì một ánh mắt mà phải chờ đợi 500 năm, chỉ vì kiếp này có thể vai kề vai trong giây lát đã phải đổi lấy cả 1000 năm chờ đợi. Gặp nhau đã là có duyên, kiếp này có thể nên duyên vợ chồng, không biết chúng ta đã phải chờ đợi bao nhiêu năm. Vì vậy, hãy đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với người bên cạnh, trân quý những gì chúng ta đang có. Có như vậy thì thiện duyên của kiếp này mới mang đến cho chúng ta phúc báo." Câu chuyện về anh thư sinh và một cô gái xinh đẹp. Trước đây, có một thư sinh và một cô gái xinh đẹp đã hẹn ước ngày kết hôn. Nhưng đúng vào ngày mà hai người hẹn ước thì cô gái lại đi lấy người đàn ông khác. Thư sinh vì chuyện này mà bị tổn thương ghê gớm, đau khổ, ngày ngày rồi mắc bệnh nằm liệt giường. Lúc đó, một vị hòa thượng đi vân du ngang qua gặp hoàn cảnh của thư sinh này. Vị hòa thượng lấy một chiếc gương và bảo thư sinh kia hãy nhìn vào trong đó. Thư sinh này lập tức nhìn vào trong gương và thấy đầu tiên là một vùng biển rộng mênh mông, mịt mờ hiện ra trước mắt anh. Tiếp đó, trên bờ biển có một cô gái bị chết trong tình cảnh không mảnh vải che thân. Ngay lúc đó, có một người đi ngang qua, liếc mắt nhìn, lắc đầu và bỏ đi. Sau đó, lại có một người nữa đi qua, cởi bộ quần áo ngoài ra và đắp lên thân cô gái và lại đi. Một lát sau, lại có một người nữa đi qua. Người này thương cảm với tình cảnh của cô gái, nên lập tức đào một cái hố, rồi cẩn thận đem thi thể cô gái chôn xuống dưới. Vị hòa thượng lúc này nói: "Cô gái nằm chết ở trên bờ biển kia chính là vị hôn thê ở kiếp này của cậu. Cậu là người đàn ông thứ hai đi qua thi thể cô ấy và cởi bộ quần áo đắp lên thân thể cô ấy. Cô ấy kiếp này yêu thương cậu là để trả lại ân tình đó. Còn người mà cô ấy muốn báo đáp cả đời này chính là người đã mang thi thể cô ấy đi chôn. Người đó là người chồng hiện tại của cô ấy." Thư sinh nghe xong những lời này của vị hòa thượng liền hiểu ra mối nhân duyên của hai người, không còn trách cứ hay oán giận ai. Anh ta nhẹ nhàng buông bỏ nên bệnh tật qua mấy ngày sau cũng đã khỏi. Câu chuyện duyên nợ kiếp trước. Một gia đình rất giàu có sửa soạn nhà cửa đón dâu. Phú ông đang bận rộn với đám cưới thì gia nhân vào báo có một vị sơn tăng đến khất thực hóa duyên. Vốn là người mộ đạo, phú ông vội vàng ra nghênh tiếp, mời sư vào nhà thỉnh ngồi ở ghế thượng khách. Nhưng vị sư chỉ chống tích trượng đứng cười ha hả, lạ lùng trước cử chỉ của nhà sư. Nhưng phú ông không dám có ý nghĩ đấy là người cuồng, bởi trong mọi dáng vẻ ngài đều có tiên phong đạo cốt. Phú ông quyết đấy không phải là người thường giả bộ. Ngước nhìn đôi mắt sáng như sao của nhà sư, phú ông bất giác rơi lệ quỳ mọp xuống. "Bạch hòa thượng, đệ tử ngu dốt, nay có phước duyên được người chiếu cố, xin người từ bi dạy bảo." "Ha ha, chúng sanh mê muội làm tội ác tày trời, còn hí hửng đánh trống thổi kèn." Trong khi nhà sư nói vậy, thì từ nhà sau vọng lên tiếng lợn kêu thống thiết. Vị sư tiếp: "Con heo đó là cha ngươi ngày trước. Vì tham tiếc cái gia tài, ông ta đã tái sanh làm con heo sau chuồng nhà ngươi." Phú ông đầm đìa nước mắt.
Bạch Hòa Thượng, quả đúng như vậy. Cha con khi sắp chết cứ thao thức tiếc cái gia tài của cải một đời mồ hôi nước mắt này và dặn đi dặn lại chúng con phải giữ gìn đừng hoang phí. Nói rồi vội bảo gia nhân đình chỉ việc giết heo. Nhà sư lại nói tiếp: còn đứa con gái ngươi sắp cưới cho con ngươi biết là ai không? Bạch Hòa Thượng, đó là đứa con gái nhà láng giềng của con. Hai trẻ có cảm tình với nhau từ nhỏ, nên khi chúng thành niên, con cho tác hợp thì có gì sai quấy? Hà hà, mới bà cháu cháu đó mà nay là vợ vợ chồng chồng, than ôi chúng sanh có mắt như mù. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho kẻ ngu muội, con không được rõ thánh ý. Có gì là mờ mịt đâu, chỉ vì ngươi không nhìn thấy đứa con gái kia là mẹ ngươi ngày trước. Do vì khi sắp chết, bà lưu luyến đứa cháu nội không nỡ rời, nên thần thức đầu thai lại cõi đời để sống gần nó. Phú ông nhẩm lại thì quả nhiên cô gái thua cậu con 4 tuổi, nghĩa là cô ra đời đúng lúc bà mẹ mất, lúc con trai ông lên 4. Bạch Hòa Thượng, quả như ngài nói, mẹ con khi mất đã cầm chặt tay cháu nội, bà rất yêu cháu vì nó là đứa cháu trai duy nhất. Nay sự tình vậy thì con không dám làm việc ác tày đình thế kia. Xin Hòa Thượng chứng minh cho con thế pháp xuất gia biến thành nhà sư. Rạp trang hoàng cho tiệc cưới trong chốc lát được sửa lại thành đạo tràng. Phú ông cung thỉnh sư lên pháp tòa thuyết pháp cho bá tánh đến dự và coi đám cưới. Nghe xong lời pháp, mọi người đều xin quy y Tam Bảo, từ bỏ sát sanh, chú rể xin cha theo vị hòa thượng về núi tu hành. Còn cô dâu nguyện trọn đời ở vậy, phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi hai thân khuất núi, rồi cô cũng xuất gia. Hay có chuyện hai vợ chồng đang sống bình yên với nhau, nhưng bỗng nhiên người vợ ngoại tình dẫn đến sự bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Việc này có thể lý giải theo hai cách. Thứ nhất là có thể sự bất hạnh của người chồng phải chịu là kết quả của món nợ nào đó trong kiếp trước. Thứ hai là nếu không phải vì món nợ trước đây phải trả thì đó chính là việc người vợ đã tạo ra một nghiệp mới. Nghiệp này ác rồi sẽ phải trả về sau. Cho dù bạn là ai, bạn có tin vào quy luật nhân quả hay không thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của nó. Các quy luật được định ra bởi tạo hóa, đơn giản nhất đó là gieo nhân thiện, gặt quả thiện. Gieo nhân ác, nhất định sẽ gặt quả ác. Nếu bạn hiểu được điều này, có lẽ bạn sẽ ngưng oán trách số phận không mang lại cho bạn một người chồng hay một người vợ tốt đẹp như bạn mơ ước. Bạn sẽ hiểu rằng có lẽ bạn chịu khổ cũng là để trả nghiệp. Một khi trả xong rồi thì không còn nợ nữa. Lúc đó hạnh phúc sẽ đến với bạn. Ngược lại, nếu bạn không hiểu điều này, cứ ôm hận trong lòng thì những cái án hận ấy sẽ trở thành lý do để đời sau hai người lại phải kết ác duyên để kết sổ ân oán. Vậy nên, lời khuyên cho bạn là đừng rơi vào cảm giác đau khổ, bất hạnh khi phải đối diện với những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Hãy hiểu rằng chịu khổ không phải là điều bất hạnh, thực ra đó là lúc nợ vay phải trả mà thôi. Hãy đối diện với những khó khăn đó bằng thiện tâm và thái độ bình tĩnh. Một khi bạn thấy lòng mình không dậy sóng nữa, bạn sẽ thấy những sự việc tiếp theo sẽ có kết quả tốt hơn. Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên tiền định. Cho dù đó là thiện hay ác duyên, nếu là thiện duyên, bạn vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu là ác duyên thì đấy là cơ hội để bạn thiện giải và bồi hoàn lại những món nợ cũ. Nhưng hãy luôn sống chân thành và hết lòng với bạn đời. Hãy bằng tấm lòng yêu thương mà xoay chuyển, khuyên nhủ để người bạn đời ấy có thể quay về đúng nẻo, quan tâm, chăm sóc đến gia đình, giảm bớt những ân oán của cuộc đời.
bằng sự kiên trì và cố gắng, hãy tin rằng đến một lúc nào đó, người bạn đời ấy sẽ hiểu ra và thay đổi. Tha thứ không phải luôn luôn là biện pháp hay nhất, tốt nhất, nhưng tha thứ sẽ làm tâm hồn mình thanh thản và cũng là cho đối phương một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Trong nhiều trường hợp, sự tha thứ có ý nghĩa quan trọng và làm thay đổi bản chất của rất nhiều người. Chúng ta hãy luôn cố gắng và tin tưởng vào tấm lòng của mình. Gia đình, mọi thành viên gắn kết bên nhau đều đã có một mối thâm tình ở rất nhiều trong các kiếp trước. Xin mọi người hãy luôn trân trọng. Hôm nay tôi sẽ nói những gì cần yếu cho Phật tử biết để tu hành. Bài giảng với đề tài là nguồn an vui lâu dài, rất đơn giản. Tại sao tôi chọn đề tài này? Bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng muốn đời sống được an vui. Đời sống an vui mới có hạnh phúc, con người mới thảnh thơi, nhàn hạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thế nào là an vui lâu dài, thế nào là an vui tạm bợ, thì chỉ hưởng được cái vui tạm bợ thôi, không bao giờ thấy được nguồn an vui lâu dài. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn quý Phật tử phương thức đi tìm sự an vui lâu dài. Những người mới bước vào hoặc mới nghiên cứu đạo Phật thường lầm tưởng đạo Phật bi quan. Tại sao? Vì khi nghe Phật giảng bài kinh đầu tiên ở Dược Lộc Quyển, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế, người ta kết luận Phật bắt đầu giảng đạo là Ngài nói cái khổ trước rồi. Đã nói khổ thì làm sao vui được? Phật nói rõ, đứng về thân thì có sanh, già, bệnh, chết. Đó là khổ. Những người trẻ tuổi chưa thấy già, chưa gặp bệnh, chưa tới chết, nên họ nói không thấy khổ gì hết. Song với người già sau 70 tuổi, cái khổ hiện rõ ràng, không chút ngờ vực. Đó là khổ về thân thể xác. Còn về tinh thần, Phật nói cũng có bốn thứ là ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Người thương mà phải xa lìa là khổ, người quán ghét cứ gặp gỡ là khổ, làm việc gì mong cầu cho thành đạt nhưng kết quả không được như ý là khổ, thân nằm ấm lôi kéo thúc giục là khổ. Quý vị nào 60 hoặc 50 hơn, nghe ai nói anh hay chị năm nay già rồi thì trong lòng đã nghe buồn. Tại sao? Mình không muốn già mà bây giờ nó già, tức là trái với mong ước của mình, vì vậy nên khổ. Cái già chưa hoành hành gì mà đã cảm thấy khổ rồi, tới chừng thật già, đi đứng bất an, bệnh hoạn, yếu đuối, sức khỏe ngày càng suy giảm, lúc đó cái khổ hiện tiền. Nói về bệnh khổ, chúng ta thấy dù trẻ dù già, mắc bệnh đều khổ, không ai chối cãi được. Bệnh không qua, cái chết sắp tới, lúc đó có khổ không? Khổ. Sắp tắt thở, thân thể hoành hành đau đớn, rất là khổ. Một đời người mấy mươi năm kết thúc chỉ toàn đau khổ. Đó là nói khổ về thân. Ở đời ai không có người thương, người mình quý trọng. Nếu người đó phải rời xa, không gần gũi được thì khổ. Kể đến những việc ta muốn thành công mà nó cứ thất bại, làm chúng ta tán gia bại sản, lúc đó rất khổ. Còn cái khổ này hơi lạ một chút, người mình ghét cay ghét đắng mà sao họ cứ nhan nhản trước mặt hoài, đi đâu cũng gặp, có khổ không? Thật khổ. Cuối cùng thân năm ấm này khi hưng thịnh, nó hoành hành ta đủ thứ về thể xác cũng như tinh thần. Nhà Phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Đã xác nhận cuộc đời là khổ, tại sao tôi lại khuyên quý vị đi tìm vui? Vui ở đâu mà tìm? Đó là điều chúng ta phải lưu tâm, suy gẫm kỹ càng, xem thế nào là cái vui của Phật dạy. Người đời ham hưởng thú vui, những thú vui đó chỉ là tạm bợ, qua rồi mất, hoặc có khi nó lại là trá hình của đau khổ. Ví dụ những người đang vào tiệc rượu, bạn bè chung nói cười vui ha hả, một lát say rồi thì sao? Lúc đó nói bậy bạ, cãi nhau ầm ĩ, vui trở thành khổ. Đó là chưa kể khi nổi say, ra về quờ quạng lái xe không khéo đụng người ta thêm khổ nữa. Rõ ràng cái chúng ta ngỡ vui lại không thật vui, chỉ tạm bợ thôi. Bây giờ tìm vui trong đạo Phật là thế nào? Phật dạy người tu có nhiều thứ vui, nhưng ở đây tôi nói giản lược hai thứ thôi. Thứ nhất là vui trong sanh tử, thứ hai là vui trong vĩnh cửu.
nghĩa là thoát đi sanh tử. Vui trong sanh tử là vui thế nào? Với cái nhìn của Phật, Ngài thấy trong vòng luân hồi sanh tử có 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. 3 đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 3 đường lành là người, Atula, trời. Người là vui bậc hạ, Atula vui bậc trung, trời vui bậc thượng. Cho nên ai tu nhân đi theo 3 đường này là tìm vui trong lục đạo. Khi quy y Tam Bảo, kết quả thế này: quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Đó là chúng ta tìm ra một lối để khỏi đọa 3 đường khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Muốn ra khỏi 3 đường khổ đó, không gì hơn là hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Nhưng muốn được làm người, Phật dạy phải giữ gìn 5 giới cấm. Giữ 5 giới là tư cách một con người tốt, con người sống vui tươi. Giới thứ nhất, Phật cấm giết người. Chẳng những không giết người, mà những con vật lớn cũng không được giết. Tại sao? Vì chúng sanh không có cái sợ nào lớn bằng sợ chết. Ai cũng sợ chết, con vật nào cũng sợ chết. Dù khổ như trâu bò, chúng vẫn sợ chết. Vì vậy, phải biết sinh mạng là trên hết. Chúng ta làm một điều lành là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Chúng ta tạo một điều dữ là đem lại đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta nguyện suốt đời, kể từ ngày quy y Tam Bảo cho tới 100 tuổi, không giết hại người và các vật lớn, tôn trọng sinh mạng của chúng sanh, là ta đã ban cho chúng sanh mạng sống bình yên. Quý vị thử nghĩ, nếu mạng sống của mình bị ai đe dọa muốn giết hại thì ta lo sợ biết mấy. Cũng thế, nếu ta giữ giới không giết hại sinh vật thì những người sống gần ta yên lòng, không sợ bị đe dọa về tánh mạng. Như thế là ban vui cho mọi người. Nếu mình ban sự bình an cho mọi người thì mọi người cũng để cho mình bình an. Đó là điều công bằng. Giới thứ hai, không trộm cướp. Lo sợ thứ nhất là lo sợ mạng sống của mình bị đe dọa. Lo sợ thứ hai là lo sợ của cải tài sản bị cướp giật. Nếu cạnh nhà mình có kẻ hay trộm cướp, quý vị sợ không? Sợ. Như vậy, thọ giới không trộm cướp là chúng ta giữ gìn tài sản của những người chung quanh, không làm việc xâm phạm gây tai hại về tài sản của họ. Mọi người được bình an, khỏi lo mất mát, rình rập, đó là đem vui cho mọi người rồi. Người ta vui thì mình cũng vui. Giới thứ ba, không tà dâm. Con người muốn gia đình hạnh phúc, sau khi có đôi bạn rồi, người chồng hoặc người vợ phải chân thật, không có tâm lan chạ với ai khác. Được vậy, bảo đảm gia đình đó sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu ai cũng nguyện không phạm giới tà dâm thì gia đình mình, gia đình người cũng được vui vẻ, khỏi lo sợ. Đó là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người chung quanh. Giới thứ tư, không nói dối. Nói dối là dối gạt lừa bịp người. Kẻ ưa nói dối, ưa lừa gạt người thì thiên hạ có tin không? Không tin. Đã không tin thì họ sống giữa muôn người cũng lạc loài như sống ngoài sa mạc. Không ai thèm nói chuyện với mình, không ai thèm gần mình, không ai muốn thấy mình. Sống trong chỗ đông đảo mà mọi người đều tìm cách xa lánh là tự mình làm khổ mình rồi. Giới thứ năm, không được uống rượu. Phần nhiều Phật tử nam khi quy y sợ giới này lắm. Ngày xưa Phật chỉ cấm uống rượu, bây giờ nói đủ hơn là cấm uống rượu mạnh, uống say, hút ác phiện, xì ke, ma túy. Vì thời Phật không có mấy thứ đó, bây giờ mấy thứ đó nguy hiểm hơn rượu nữa, nên phải giữ. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Nếu chúng ta phạm giới uống rượu say, tâm trí không được sáng suốt, đôi khi trở thành cuồng dại nữa là khác. Uống say thì tội lỗi không thể tránh, cho nên uống rượu thấy như thường nhưng rất nguy hiểm. Còn những thứ ác phiện, xì ke, ma túy càng nguy hiểm hơn. Chúng ta tu muốn trở thành con người sáng suốt, có trí tuệ, hiểu Phật Pháp, hiểu cuộc sống thì không được uống rượu. Vì muốn đem lại cuộc sống thanh bình, lợi lạc cho mọi người, nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút á phiện, xì ke, ma túy. Quý vị Phật tử nam, vì hoàn cảnh giao thiệp buộc lòng phải uống, thì nhớ uống chút chút thôi, đừng uống say. Vì say là nguy hiểm, rất dễ dẫn đến trường hợp cuồng dại. Hoặc quý vị sống ở xứ lạnh cũng vậy, có thể uống chút chút cho ấm thôi, đừng để say. Phật chế giới cấm là vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải của Ngài. Đức Phật là bậc toàn giác, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thoát khỏi ba cõi, đâu cần phải giữ giới làm gì.
Phật tử giữ giới, không giết hại, không trộm cướp thì khỏi ở tù, không tà dâm thì gia đình được hạnh phúc, không dối gạt người thì mọi người tin tưởng, quý trọng mình, không uống rượu say thì trí tuệ thông minh sáng suốt, được mọi người kính nể. Như vậy, vì tư cách của mình sống xứng đáng là một con người, nên chúng ta phải giữ năm giới cấm. Giữ được năm giới thì bản thân mình bình an, láng giềng cũng bình an. Đó là cách tu để đem lại sự an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện tại Phật tử giữ tròn năm giới thì khi sắp ra đi có sợ không? Thật ra nếu chúng ta giữ tròn năm giới thì khi ra đi không có gì phải sợ. Tại sao? Vì giữ giới không sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài lâu. Giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra có nhiều của cải, không bị hao mất. Giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra gia đình đầm ấm vui tươi, bản thân được đẹp đẽ nữa. Giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, ai nghe cũng tin quý. Giữ giới không uống rượu, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Năm giới này giữ đủ, khi chết rồi sanh trở lại được làm người rất tốt đẹp, rất hoàn hảo. Nhà Phật gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Chúng ta tu giữ năm giới được trong sạch, khi gần nhắm mắt biết rõ đời sau trở lại làm người tốt hơn đời này. Vì đời này có khi được cái này mất cái kia. Ví dụ được sống dai mà lại nghèo, hoặc được sống dai có của nhưng xấu xí, sống dai có của đẹp nhưng giọng nói ngọng cũng khổ, hoặc được bốn điều tốt: sống dai giàu sang đẹp, nói năng trôi chảy mà đần độn, thì đâu rớt đó có vui thôi, cũng khổ. Bây giờ ráng giữ tròn năm giới, đời sau sinh ra sẽ được hoàn toàn hơn. Như vậy chết không còn đáng sợ nữa, vì biết mình sẽ được thân sau tốt hơn thân này. Ví như chúng ta đã để dành tiền kha khá, bây giờ chiếc xe cũ hư xấu quá, có người hỏi ta tính sao? Dĩ nhiên mình trả lời, xe hư xấu thì bỏ, mua xe khác đẹp hơn, vì tôi đang có tiền. Cũng thế, thân này là bộ máy, xài một thời gian nó bại hoại, không ai giữ mãi được. Khi bại hoại, chúng ta có hướng đi, biết được mai sau mình thế nào, đó là sự an vui tốt lành. Như vậy, nhờ tu năm giới hiện đời, mình được an vui, đời sau càng an vui hơn. Người tu khá hơn nữa được sanh vào loài Atula. Nếu tu thập thiện được sanh lên cõi trời, đó là kế tìm an vui lâu dài. Nhưng lâu dài này chỉ là lâu dài trong cuộc sanh tử theo ba đường lành. Bây giờ nói đến cái vui siêu thoát hơn, vui mãi mãi, vui vĩnh viễn, không bao giờ khổ. Tiến lên chỗ này hơi khó một chút, nhưng ai khéo tu vẫn có thể tiến được. Nhà Phật nói vui ra khỏi sanh tử là cái vui siêu thoát mà người đời ít ai biết đến. Trước khi nói cái vui đó, tôi xin hỏi tất cả quý vị, thế thân này phải thật là mình không? Không. Nếu không thật, có ai bẻ ngón tay mình nổi giận không? Điều này thật khó nói. Nhà Phật phân tích thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Tuy nó có hình tướng, có bao nhiêu thứ tế bào, nhưng thật ra cũng không ngoài bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt là nước, thở ra, thở vào, động là gió, hơi ấm là lửa. Trong bốn thứ không thể thiếu thứ nào hết, nếu thiếu một thứ thì chết ngay. Thân này đã do bốn thứ hợp thành, khi đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó hoại. Còn và hoại là theo duyên chứ không phải quyền của chúng ta. Có ai muốn thân này hoại đâu, nhưng hết duyên nó phải hoại. Thân đã do đất, nước, gió, lửa hợp thành thì có thật không? Không thật. Hiện giờ toàn thể quý Phật tử ngồi đây, lỗ mũi đang làm gì? Thở. Thở là sao? Là mượn không khí bên ngoài, đem vô rồi trả ra, cứ liên tục như thế. Còn đem vô còn trả ra thì còn sống, trả ra không thèm đem vô thì chết ngay. Đó là cái thứ nhất không thật. Đất, nước, lửa cũng thế, đem vô rồi trả ra. Thiếu nước thì khát, thiếu cơm thì đói, thiếu hơi ấm thì lạnh, thiếu cái gì cũng khó chịu, cũng khổ. Mượn vô rồi không có điều kiện trả ra lại càng khổ hơn. Như vậy chúng ta sống chỉ bằng sự vay mượn. Thế thì quý vị định nghĩa hạnh phúc của thân này là gì? Mượn vô tốt, trả lại dễ dàng, đó là hạnh phúc. Nếu trả lại trục trặc thì chở vô bệnh viện liền. Rõ ràng có cái gì là thật mình đâu. Nếu thật thì không mượn, đã mượn thì không thật. Thế mà người thế gian không hiểu, cứ ngỡ thân này là thật,
Không ngờ chúng ta đang vay mượn để tồn tại trong từng phút giây. Khi sự vay mượn đó dừng, tất cả chúng ta phải ra đi. Cho nên hạnh phúc của cuộc đời như người ta thường mơ ước chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Nếu nói thẳng, hạnh phúc của cuộc đời là mượn vô tốt trả ra dễ dàng. Thân này không thật, đến tâm có thật không? Những suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn là tâm mình phải không? Nhiều Phật tử cả đời không biết tâm mình là gì. Nếu hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân là tâm mình, thì quý vị nghĩ mình có bao nhiêu tâm? Đã nhiều tâm thì cái nào là mình? Chẳng lẽ tôi là trăm thứ sao? Khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận, khi thương nói tôi thương vân vân. Cái nào tôi thật? Đó là lầm lẫn về tâm. Ở đây tôi chỉ nói hai thứ tâm. Một là tâm tạm bợ giả dối, hai là tâm chân thật. Danh từ chuyên môn là vọng tâm của chân tâm. Tất cả chúng ta đều có hai thứ tâm, nhưng mình chỉ biết vọng tâm sanh diệt, còn tâm chân thật thì quên mất tiêu. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ví dụ: có anh nhà nghèo đi xin ăn, gặp người bạn giàu. Sau khi tiệc rượu say sưa rồi, anh bạn giàu lấy một hòn ngọc nhét trong túi áo anh nhà nghèo, nghĩ rằng qua cơn say anh ta sờ vào túi thấy hòn ngọc đem đi bán sẽ được giàu sang, hết một kiếp nghèo. Anh bạn nghèo hết say, không thấy chủ nhà cũng từ giã đi luôn và tiếp tục lang thang ăn mày nữa. Qua một thời gian khá dài, anh nhà giàu bất chợt gặp lại người bạn cũ thấy vẫn đi ăn mày, tức quá anh hỏi: trước tôi đã tặng cho anh viên ngọc nhét trong túi áo, sao tới giờ vẫn còn lang thang vậy? Nghe thế, anh nhà nghèo mò vô túi được viên ngọc lấy ra xài, từ đó hết nghèo. Viên ngọc dụ cho cái chân thật quý như ngọc báu mà mình quên, nên cứ sống lang thang theo tâm sanh diệt, tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp. Chúng ta cứ luôn luôn đuổi theo buồn thương giận ghét, đời này khổ đời khác khổ, không biết bao giờ hết. Đó là nghiệp luân hồi sanh tử. Muốn ra khỏi nghiệp luân hồi sanh tử chỉ có tu thôi. Tu bằng cách nào? Là dừng hết những tâm sanh diệt để tâm chân thật hiện ra, chừng đó mới ra khỏi dòng sanh tử nghiệp báo. Muốn dừng tâm sanh diệt, trong kinh dạy nhiều cách, hoặc dùng câu niệm Phật để quên hết những tâm niệm phải quấy hơn thua. Chừng nào những tâm niệm lăng xăng đó dừng lặn, chỉ còn một tâm chân thật, lúc đó mới thấy Phật Di Đà. Như vậy tu tịnh độ để đi tới chỗ nhất tâm, hoặc tu thiền như Đức Phật ngày xưa tu thiền để được định. Tu thiền định thì tâm lăng xăng không còn, tâm lăng xăng không còn thì mới giải thoát sanh tử. Trong kinh Phật dạy các tỳ kheo tu theo thiền nguyên thủy, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tới cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Diệt là diệt sạch, thọ là cảm giác đối duyên xúc cảnh, tưởng là tưởng tượng suy gẫm. Vậy diệt thọ tưởng định hay diệt tận định là dứt sạch cảm giác đối với sáu trần bên ngoài, lặn hết tâm tưởng bên trong. Diệt tận định rồi chứng quả A-la-hán, được niết bàn vô sanh. Đó là con đường chư vị A-la-hán ngày xưa tu. Đọc sử chư tổ tu thiền ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta thấy các ngài có một lối đi khác hơn, không đi quanh co từ sơ thiền, nhị thiền mà đi thẳng, gọi là thiền đốn ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa có bốn câu châm ngôn dạy tu thế này: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thế tánh thành Phật. Ngài không nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết. Như vậy con đường của Ngài thế nào? Ở đây Ngài chỉ thẳng một con đường để ra khỏi sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Giải thoát sanh tử là nguồn an vui vĩnh cửu, không còn phiền lụy nữa. Đó là con đường đốn giáo, hay nói cách khác là con đường thiền tông. Con đường thiền tông được truyền từ tổ Ca Diếp, dài xuống mãi cho tới tổ Đạt Ma. Đó là chư tổ ở Ấn Độ. Đến tổ Đạt Ma, thiền tông được truyền sang Trung Hoa, rồi tới Việt Nam. Chư tổ ở Việt Nam nhận được yếu chỉ tu hành, các ngài cũng ngộ đạo, cũng được làm tổ. Thế nên con đường thiền này rất thiết yếu. Khi còn học ở trường, tới đoạn tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, gặp tổ Huệ Khả hỏi đạo. Tôi lắc đầu, vì các ngài dạy thiền giống như đùa cợt, chơi vậy, không có gì để cho mình hiểu. Nhưng tới khi tu rồi, tôi mới thấy đó là một lối chỉ tuyệt diệu,
có ai khéo hơn các ngài. Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi, một hôm ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt ngài Huệ Khả nói: Đem tâm ra ta an cho. Lời của Tổ, Huệ Khả không dám xem thường, nên ngài nhìn lại xem tâm bất an ở đâu. Càng nhìn, nó càng mất dấu bất hình, tìm không ra. Ngài thật thà thưa: Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay câu đó, ngài Huệ Khả có chỗ vào. Vậy ngài vào đường nào? Đó là điều dường như bí ẩn, nhưng khi khám phá được rồi, chúng tôi thấy tuyệt diệu phi thường. Con đường không phải người thường tình tìm được. Bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì ngài Huệ Khả biết được lối vào. Lối vào ở đâu? Một thời gian sau, ngài Huệ Khả thưa: Bạch Hòa Thượng, con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma liền nhìn thẳng nói: Coi chừng rơi vào không. Ngài Huệ Khả trả lời: Rõ ràng thường biết, làm sao không được. Ngày đó Tổ ấn chứng: Ông như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Đơn giản làm sao, công phu nhiều ít, thiền vốn không có nói. Nhưng tôi nghĩ ở thời đại này, nếu không nói thiền sẽ bị chìm vào quên lãng luôn, chứ không có người ngộ hiểu như ngày xưa. Thế nên tôi gượng nói yếu chỉ rất tài tình của Tổ. Thường chúng ta hay cho những ý tưởng suy tính theo duyên, theo cảnh là tâm mình. Ngồi lại thấy chạy hoài, hết chuyện này tới chuyện kia, năm trên năm dưới, nhớ đủ hết, do đó tâm bất an. Bây giờ muốn an nó phải làm sao? Tổ nói tâm lăng xăng đó là tâm hư dối, không thật. Cho nên ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Tức bắt phải nhìn lại xem nó ra sao, ở đâu. Nếu nó có thật thì đem ra ta an cho, tìm không ra thì biết nó không thật. Lâu nay chúng ta mê lầm những cái hư ảo đó là tâm mình thật, tự nhận lầm nên cứ theo nó tạo nghiệp. Nó buồn, nó thương, nó ghét, nó đủ thứ chuyện để tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đi trong luân hồi sinh tử. Bây giờ quay lại tìm xem nó ở đâu, có thật hay không. Quả tang nó mất tâm mất tích, tức là không thật. Không thật thì có gì đâu phải an. Cho nên khi Huệ Khả tìm tột cùng thấy không có, ngài nói: Con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tìm không thấy, biết nó không thật, đó là chỗ an tâm. Nhà thiền sau này dùng từ phản quan tự kỷ, tức xem xét lại chính tâm mình. Tìm là chiếu soi lại, xem tâm bất an đang chạy đi đâu. Quay lại tìm, tức là xem xét lại chính mình. Khi xem xét lại thì nó mất. Tôi thấy các thiền sư Trung Hoa rất hay. Các ngài diễn tả đường lối tu này bằng hình ảnh 11 chăn trâu. Một đầu là tìm trâu. Tìm trâu là tìm ai? Là tìm tâm lăng xăng đó. Thử coi nó đang ở đâu. Tìm thấy nó không thật, nhưng vì nó cứ lải nhải hoài nên phải chinh phục, phải đánh đập, lần lần mới điều phục được nó. Chúng ta vì mê lầm, chấp thân hư giả làm thân thật, chấp tâm hư giả làm tâm thật của chính mình, trọn cuộc đời đi trong mê lầm, rồi tạo nghiệp hư giả, sinh tử không cùng. Bây giờ tu theo Phật là phải trở lại, phải thấy đúng như thật thân này hư giả, tâm vọng tưởng không thật. Phật thường nói thân tạm bợ vô thường, duyên hợp hư giả, mà chúng ta thấy thân này thật nên quý nó, khổ vì nó. Phật thấy rõ được lẽ thật nên ngài là bậc giác, còn chúng ta thấy mê lầm nên làm chúng sanh hoài. Vì bảo vệ thân tâm hư giả này mà con người tranh giành với nhau, rốt cuộc cả đời đau khổ dồn dập. Người biết thân hư giả, tâm hư giả không thật là tiến được bao nhiêu bước. Nếu ai thật sự thấy thân này rõ ràng hư giả tạm bợ, sống mượn nó để làm những điều tốt đẹp, ích lợi cho đời thì được. Dùng tâm hư giả để phương tiện giúp đỡ người thì được. Ngược lại, nếu ai bảo vệ nó vì tưởng nó là mình thật, là chân lý thì sai lầm. Tổ Đạt Ma chỉ nói đem tâm ra ta an cho, chứ không nói hư giả. Tự mình tìm không được, chừng đó sực tỉnh, biết nó là hư giả, ngày đó giác ngộ thân tâm hư giả. Có phải là kỳ diệu không? Nên tôi nói các ngài có thủ thuật độ người hết sức kỳ diệu. Tất cả chúng ta muốn tu được giải thoát phải thấy đúng như thật. Đó là giác ngộ về thân, giác ngộ về tâm. Chúng ta giác ngộ thân tâm đúng như thật rồi mới bước sang lãnh vực khác. Cho nên chúng tôi thấy rõ con đường thiền tông tu rất đơn giản, mà kết quả hết sức lớn lao, hết sức thiết thực. Chúng ta tu là cốt giác ngộ,
Khi nào tâm hư giả lặng sạch, như Tổ Huệ Khả nói, con dứt hết các duyên, tức là đối với sáu trần không dính mắc nữa. Tổ Đạt Ma sợ ngài chắc không nên gạn lại, coi chừng rơi vào không. Ngài trả lời rõ ràng thường biết, làm sao không được. Không dính với sáu trần mà tâm vẫn hằng tri hằng giác, nên đâu phải không ngơ hay không có tâm. Như khi chúng ta ngồi chơi dưới gốc cây, nếu không nghĩ gì hết, gió thổi vẫn nghe mát, chim kêu vẫn nghe tiếng, người đi vẫn thấy bóng, rõ ràng đang thấy, đang biết, chứ đâu phải không biết gì hết. Tâm lăng xăng là hư dối, không thật lặng rồi, tâm chân thật hằng ở bên mình. Nhưng vì chúng ta bỏ quên nó, cứ chạy theo cái giả dối nên khổ. Vì vậy Phật nói, chúng sanh mê lầm chìm trong sanh tử khổ đau. Bây giờ trở về với tâm thật thì hết khổ đau, đó là cứu khổ. Sống với tâm chân thật, không còn giành hơn thua, phải quấy, thì ngay đời này hết khổ rồi. Mai sau, khi bỏ thân này được giải thoát sanh tử, đó là vui vĩnh cửu, chứ không phải vui thường. Phật dạy chúng ta, tu là tìm đến chỗ vui vĩnh cửu, đó mới thật là người biết đạo, biết cầu giải thoát. Cho nên, tìm về với tâm chân thật là gốc của sự tu. Trong lời tựa Thiền Tông Chỉ Đam, vua Trần Thái Tông đã tả lại cảnh nhà vua lên núi Yên Tử gặp quốc sư Đạo Viên và được quốc sư chỉ dạy điều cốt yếu của việc tu thiền thế này. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Đọc qua đoạn này, chúng ta hình dung rõ một thiền sư ở núi. Lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, tức ngài nói mình ở núi rừng đã lâu, xương cứng mặt gầy, ngài ốm nên xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối. Hạt dẻ ở Việt Nam khác hạt dẻ ở đây, nó chỉ bằng ngón tay út thôi mà cứng lắm. Ăn rau răm, uống nước suối, chứ không uống nước lọc như bây giờ. Sống trên rừng núi đạm bạc như vậy, vui cảnh núi rừng đã quen, ở núi rừng quen vui với cảnh núi rừng, lòng nhẹ như đám mây nổi, nên mới theo gió mà đến đây. Diễn tả tâm hồn ngài không vướng bận gì, như mây trên trời nhẹ nhàng thông dong. Bởi hai chữ mây nổi này mà người sao gọi ngài là quốc sư phù dân. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Bây giờ vua Trần Thái Tông nói: trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ dơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nương tựa, là nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Quốc sư dạy: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Câu chỉ dạy hết sức đơn giản, Phật không có trên núi, chỉ ở trong tâm. Tâm mình là Phật, đó cũng chính là chủ trương của Mã Tổ ngày xưa, tức tâm tức Phật. Phật là gì? Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là tâm mình giác, chớ cái gì giác. Đi tìm chỗ nào cũng không có giác ngộ, vì giác ngộ chính ở nơi tâm mình. Như vậy muốn tìm Phật thì phải xoay lại tâm mình, dẹp những lăng xăng cho nó yên rồi thì trí tuệ sáng, đó là giác ngộ. Nếu tâm vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Tâm vắng lặng, phản quan nhìn lại, bây giờ cái tâm lăng xăng im đi thì trí tuệ sáng. Phật đâu phải ở chỗ xa thẳm mà tìm không được, Phật ở nơi tâm mình. Như vậy mới thấy tinh thần Thiền Tông rất phi thường, không nói quanh co, khó tìm khó thấy mà nói thẳng. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Nếu giác ngộ nơi mình có tâm chân thật thì thành Phật tại chỗ, khỏi đi tìm kiếm ở đâu. Đó là một thiền sư Việt Nam nói thẳng cho chúng ta biết. Ở Trung Hoa các ngài còn nói ẩn, chứ ở Việt Nam thiền sư nói thẳng, chỉ thẳng cho chúng ta thấy tu thiền là tìm Phật ngay nơi tâm mình, chứ không tìm Phật ở đâu khác. Đó là một đoạn tôi thấy thiền sư Việt Nam đã chỉ rõ tinh thần tu thiền cho chúng ta. Sau khi nghe lời quốc sư phù dân, vua Trần Thái Tông theo Trần Thủ Độ trở về triều. Ngài trở về với tâm tư tỉnh táo sáng suốt, đó là tâm tư giác ngộ, nên sau này ngài có những lời thật hay thật khéo. Chúng ta nghe tiếp một đoạn
nghe nói về sắc thân. Các ông nên chín chắn xem, chỉ sắc thân này khi chưa vào bào thai thì nơi nào được có? Bởi do niệm khởi duyên hội, năm quẩn hợp thành thể mạo dòng sanh. Hình dung giả có, quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu. Trọn lòng buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về. Chạy rong trên đường sanh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Do đó, dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Khi lại, sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăn sang lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Đầu sọ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi, ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đầy máu tanh, rồi son phấn ác thùng phân thối. Trang sức như thế trọn là gốc nhất, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Làm vua cung phi mỹ nữ rất đông mà ngài không làm, ngài thấy tường tận đó là tướng giả, không đáng gì phải bận tâm. Chúng ta bây giờ giả còn thêm lớp giả nữa, cứ vậy mà chồng chất hết lớp giả này đến lớp giả khác, rồi gạt lừa nhau đủ thứ chuyện khổ sở. Người tu thấy đúng như thật về thân, đúng như thật về tâm đã là giác, nhưng đó chỉ mới giác phần đầu thôi, còn phải tiến lên buông xả, không cho niềm chạy theo cảnh, lần lần nhận ra cái chân thật của mình. Kế tiếp là đoạn ngài khuyên phát tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tột chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng rồng làm giáp để che đỡ cho thân. Đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng rồng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng rồng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ có người là quý, đến khi nhắm mắt rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai, đã được làm người lại sanh nơi mọi trợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, dường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận, chẳng biết một tánh viên minh luôn theo sáu căn tham dục. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu kính chẳng thật. Đây là những câu ngài giải thích cho chúng ta thấy rõ thân này không thật. Nhưng trong cái không thật đó có một hòn ngọc quý mà chúng ta bỏ quên, chạy theo công danh phú quý. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. Thiền sư Minh Chánh nói, công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai ý này giống nhau, diễn tả công danh sự nghiệp ở đời không có gì thật. Chúng ta kiểm nghiệm lại, bao nhiêu người của đầy kho rồi cũng chết, khi chết của đó thuộc về ai? Dù lúc sống được kiếp to của nhiều, cuối cùng cũng không giữ được. Cho nên ngài thức tỉnh chúng ta bằng hai câu thơ: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió lửa một khi đã tan, không phân già trẻ, ai tới thời kỳ đó thì tự tan. Có mấy kẻ anh hùng gìn giữ được núi sông mãi mãi, tới lúc nào đó cũng phải bại hoại thôi. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao báo mũ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, thở ra khó mong được khích vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Qua những lời nhắc nhở của ngài, chúng ta thấy công danh phú quý chỉ là tạm bợ hư ảo. Ngồi trên địa vị ông vua có chức vị nào hơn, mà ngài vẫn coi nó như trò chơi, như mộng ảo. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương.
quý vị rời trên đầu xem có điểm xương chưa? Chẳng những điểm xương mà nó muốn thành thúng bông nữa. Mới ngày nào đó mình còn trẻ, ngày nay đã già rồi. Với lại khác nào giấc mộng, có gì quan trọng? Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Nghĩa là ngày sanh thì vui mừng nên gọi là mừng sinh nhật. Nhưng thời gian sau, ngày chết sẽ đến, người ta đi điếu. Bởi có sanh thì có tử. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình. Thân này chỉ là một đẩy da chứa đầy máu mủ, thịt xương. Vậy mà cứ thương, cứ ghét nên nhiều năm phải chịu khổ sở. Bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Mang thân bảy thước mà cứ đắm mê tiền của không dừng. Bảy thước đây là bảy thước xưa. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Nhà vua mà thấy như vậy thì thật là phi thường. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Chúng ta cứ chìm đắm trong sông yêu và nhà lửa, cứ theo đuổi nhau trong đau khổ không biết chừng nào ra khỏi. Vì vậy Ngài chỉ ra lẽ thật, muốn cho mọi người đều thấy đều biết, để rồi chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đó. Như vậy người tu muốn ra khỏi dòng luân hồi sinh tử phải làm sao? Phải phá chấp thân thật. Phá chấp tâm suy nghĩ là tâm mình thật. Khi thấy thân không thật, tâm không thật thì bớt dính với ngoại cảnh, lúc đó tâm mới yên. Tâm yên rồi thì trí tuệ sáng, đó là đi tới giác ngộ. Thế nên giác ngộ không phải là chuyện ở đâu, mà là chuyện sẵn nơi mình. Tâm ta giác, đó là giác ngộ. Tâm ta mê, đó là chúng sanh. Nếu ngay trong cõi đời này chúng ta nhận ra được cái thật của mình thì không còn làm các pháp ở thế gian nữa. Nhờ thế sống tự tại, ra đi cũng an lành, không sợ sệt gì cả. Còn không nhận được như vậy, khi mất thân sẽ hoảng hốt, không biết ra sao. Đó là cái khổ đau triền miên của con người. Vì vậy tu là để giác ngộ, để đi tới chỗ cuối cùng là giải thoát sanh tử, an vui vĩnh viễn, chứ không phải chỉ tìm nguồn an vui lâu dài trong sanh diệt mà thôi.